Nếu không đủ sáng suốt thì tôi đã bị sập bẫy của mẹ con cô thư ký. Đừng tưởng úp sọt tôi mà dễ, không có cửa đâu. Chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng tôi đã nắm trong tay một cơ ngơi khá đàng hoàng. Tôi là một giám đốc của công ty viễn thông điện tử, có nhiều mối quan hệ và quen biết nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh. Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình. Tôi có rất nhiều cô gái vây xung quanh tôi, cả nhân viên công ty lẫn người quen của họ hàng, bạn bè. Dù chẳng biết họ yêu tôi hay muốn tiền tài địa vị của tôi, nhưng tôi cũng không bận tâm. Trong số đó có một cô gái tên Thu, là con gái của bạn thân mẹ tôi. Mẹ thúc giục tôi mau chóng cưới cô ấy, dù tôi đã nói chỉ coi cô ấy là bạn, tôi cũng không nảy sinh tình cảm nam nữ với cô ấy. Mẹ tôi và bạn thân từ lâu đã tự ý có một hôn ước giữa tôi và Thu. Chiều theo ý của mẹ tôi phải để cô ấy giữ chức thư ký bên cạnh mình. Ngày nào tôi đi làm về mệt mỏi, lại phải nghe mẹ kêu than nhà này nhà kia có con bằng tuổi mà đã có con đàn cháu đóng. Sẽ chẳng có gì to tát nếu như không xảy ra chuyện động trời vào tối đó. Sau buổi ra mắt dự án mới với toàn thể công ty, chúng tôi đến nhà hàng liên hoan. Biết tôi không uống được nhiều rượu, Thu bày mưu, nói mọi người uống với tôi một ly chúc mừng dự án lớn của sếp. Vì cả nể mọi người lại không muốn mất vui nên tôi đã uống không ngừng nghỉ. Đêm đó tôi say mềm người trước khi lả đi vì uống quá nhiều. Tôi chỉ nhớ Thu dìu tôi lên xe hơi của tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tá hỏa khi thấy mình và Thu đang ôm nhau nằm trong phòng ngủ của tôi ở công ty. Bên ngoài cửa sổ kính, mọi người đang nhìn vào và bàn tán. Mẹ của Thu lao vào phòng ngủ, lôi Thu ra ngoài, mắng Thu không biết giữ thân mình. Tôi rối trí quá không biết phải xử lý ra sao, bảo vệ công ty nói mọi người tản đi, còn tôi thì ngồi vò đầu bứt tay. Quần áo của tôi và cô thư ký vẫn còn nguyên trên người. Đột nhiên, Thu cực đồng chủ động nói với tôi rằng vì lo cho tôi nên mới ở lại chăm sóc, nào ngờ chuyện đã rồi, Thu sẽ chịu thiệt thòi và đồng ý cưới tôi. Nhưng tôi kiên quyết phủ nhận rằng mình không hề làm gì Thu. Vì khi tôi đã say không biết trời đất, làm sao tôi còn hơi sức mà làm gì nữa. Cô ta bỗng nổi đoá, nói tôi là kẻ đồi bại. Về nhà, Thu than khóc với mẹ nói rằng mọi chuyện đều do tôi, mà giờ tôi lại chạy lan. Bác ấy gọi điện sang thúc giục mẹ tôi. Mẹ tôi được thế, giục chúng tôi cưới mau, vì mẹ cũng đã mong lòng lắm rồi. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý vì tôi không yêu cô ấy. Quan trọng hơn, tôi chưa hề lấy đi của cô ấy bất cứ thứ gì cả. Ở công ty, mọi người bàn tán xăm xì, nói cô ta là sếp bà tương lai, khiến tôi càng chán nản. Đang bế tắc thì tôi thấy cô lao công. Ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, cô lao công có thể là người biết mọi chuyện trong đêm tôi say. Tôi gặng hỏi cô ấy thì thấy có vẻ cô ấy ngập ngừng. Tôi sốt sắng thuyết phục cô rằng chuyện này rất quan trọng với tôi. Cô mới ngập ngừng kể rằng đêm đó cô đứng gần cửa phòng tôi, thấy Thu gọi cho mẹ nói chuyện rất lâu. Cô lao công cũng thắc mắc khi Thu đã gọi về mà sáng hôm sau mẹ Thu lại đi tìm như vậy. Tôi hiểu tất cả, đây chỉ là một cái bẫy giăng ra để lừa tôi. Tuy nhiên, tôi không vội nói thẳng với Thu mà vẫn đợi đúng thời gian. Về đến nhà, tôi thấy mẹ nói đã chuẩn bị đám hỏi. Ngày hôm nay cho ngày lành tháng tốt, tôi lái xe sang nhà Thu, nói với mẹ Thu rằng muốn gặp cô ấy. Khi Thu vừa đến gần, tôi kéo cô ấy ngay lên xe, rồi chở đến bệnh viện, yêu cầu cô ấy khám trinh tiết để chứng minh rằng cô ấy nói là đúng. Thu không chấp nhận nên chúng tôi cứ giằng co ở cổng bệnh viện. Khi bảo vệ ra ngăn cản, thì tôi mới chở Thu về và gọi cả gia đình Thu sang nhà tôi nói chuyện. Hôm đó, tôi nói hết sự thật cho ba mẹ mình và ba mẹ Thu nghe. Mẹ Thu ban đầu còn phủ nhận, nhưng khi tôi đòi ba mặt một lời, cả cuộc gọi tối hôm đó của Thu với mẹ, thì mẹ Thu không nói được gì. Mẹ tôi lúc này mới hiểu ra mọi khúc tức. Bà thất vọng về người bạn thân mình xem trọng bấy lâu, về cháu gái mà bấy lâu bà yêu thương như con đẻ. Còn về phần tôi thì vô cùng nhẹ nhõm vì đã minh oan được cho mình. Giờ mẹ có thể yên tâm để tôi tự do lựa chọn hạnh phúc của mình rồi. Người yêu cũ của chồng là cái thứ rất hãm và nhiều khi khiến mình phát điên các chị ạ. À, em đã nhẫn nhịn nhiều lắm rồi mới không thổ huyết vì ức con bánh bèo này quá. Sao trên đời lại có thể loại người yêu cũ hãm đến tận cùng như thế không biết. Chẳng biết chồng các chị có người yêu cũ hay không, chứ chồng em có một ả người yêu cũ rất rất hãm. Hãm đến mức nhiều khi chẳng hiểu tại sao trên đời vẫn còn tồn tại kiểu người như thế. Nó xen vào cuộc đời em, xen vào gia đình em một cách trơ trẽn và dai dẳng như đĩa đối.
Xưa nay tôn chỉ của em là nghiêm cấm nhận thư dán mác người yêu cũ, em gái kết nghĩa, chị nuôi, bạn gái thân rập rình quanh chồng, và cũng cấm tiệt chồng xuất hiện những mối quan hệ như thế. Quản chặt thế rồi mà không ngờ con người yêu cũ của chồng em vẫn thò được mặt vào cuộc hôn nhân của vợ chồng. Em lấy chồng đến nay mới 1 năm thôi, còn anh ấy với ả người yêu cũ kia cũng từng có mối tình 1 năm rưỡi. Vâng, chết ở cái rưỡi ấy đấy, bởi trong thời gian rưỡi ấy chính là lúc chia tay rồi mà cô ả vẫn còn níu kéo. Chồng em vì thương xót tình cũ lại là người trọng tình cảm nên cứ lằng nhằng cho đến khi bị cô ả lừa dối lần hai mới quyết tâm bỏ nó. Gần 6 tháng sau, em mới quen biết và yêu anh. Bọn em công khai cho cả thế giới biết và cũng để ả biết mà tránh xa. Ấy thế nhưng cô ả vẫn thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi thăm, thả thính, thả tim. Chồng em đã thề thốt không liên quan gì đến cô ả nữa, cũng nhắn tin thẳng thắn bảo rằng đã hết tình cảm với nó từ lâu, giờ rất yêu em và xác định cưới em, mong nó tìm được hạnh phúc mới và buông tha để cả hai yên bình. Thế nhưng cô ta lại mặt dày mặt dạn, dọa tự tử, bảo rằng không thể sống thiếu chồng em được. Chia tay rồi mới thấy chồng em tốt đến mức nào, cảm thấy hối hận, và giờ không muốn sống trong tiếc nuối nữa nên sẽ kết thúc cuộc đời. Vâng, cô ả muốn tự tử vì tình, em nhắn lại rằng rip. Không thấy nó nhắn gì nữa, 1 tuần sau lại chụp ảnh cười toe toét đăng Facebook, status rằng sẽ sống mà không bao giờ yêu nữa vì lỡ tôn sùng một người trong tim. Chẳng cần phải nghĩ cũng biết nàng người yêu đó là thả thính chồng em. Để chồng em tưởng nó quyết định hy sinh tuổi xuân và tình yêu vì chồng em lại nhẹ nhàng trả lời trên Facebook là: em à, tiếc thật đấy, người thì đẹp, mặt thì xinh, tuổi còn trẻ mà đầu óc lại điên dở. Sau hôm đó nó chặn em. Cô ả chặn em nên em cũng bắt chồng em chặn nó. Chồng em không dùng Facebook nữa, nó lại nhắn thẳng vào điện thoại cho chồng em rằng: em vẫn yêu anh, nguyện là người tình trăm năm. Ôi vương các mẹt ạ, người tình trăm năm đấy, thế có hãm không kia chứ, lần này thì động chạm tới máu điên trong người em. Em lấy máy của chồng nhắn hẹn cô ả đến nhà nghỉ gần chỗ công ty chồng em, bảo ả trưa tranh thủ qua đó gặp nhau. Cô ả hí hẩn lắm, em hẹn 1 giờ trưa mà 11 giờ rưỡi đã có mặt. Vào phòng em chỉ thẳng mặt, cảnh cáo nó rằng đừng có sớ rớ tới hạnh phúc gia đình người khác, sau đó em về. Tưởng người yêu cũ của chồng em sợ, ai ngờ đến tối ả lại đến hẳn nhà em, tố cáo với chồng em rằng nay em đánh nó. Ả còn vừa khóc vừa bảo: em có làm gì đâu, em chỉ muốn tưởng niệm anh trong trí nhớ, thế mà chị ấy cũng cấm đoán, ghen tuông mù quáng đánh em. Nói chung, nó nói rất nhiều, ca nguyên một bài cải lương đến mức em không nghe được nữa. Nhưng em để kệ chồng em giải quyết, chồng em thì cả nể lại tính thư sinh, nên cứ đứng ra phân tích, nói lý lẽ với ả. Tưởng được dung túng, ả lại càng ăn vạ ra sức khóc lóc. Em điên lắm các mẹ ạ, xong lại nghĩ, mình mà xông vào đánh ả giờ thì chẳng khác nào giúp ả đạt được mục đích, làm chồng mình thấy mình ghê gớm đáo để, thế là nín nhịn. Nhịn đến mức muốn ói máu ra đấy, bởi vì nghe ức con bánh bèo này quá. Thúc thích cả tiếng đồng hồ ả mới về, về rồi còn nhắn tin lại tin nhắn vào mấy em. Sao chị không ra mà đánh nữa, tôi mang mặt đến nhà cho mà đánh cũng không dám à. Ôi sống tới từng này tiểu rồi, em chưa từng thấy con nào mặt dày hơn mo như nó. Giờ em phải làm gì để đuổi con ả này ra khỏi cuộc đời vợ chồng em đây? Làm thế nào để trị cho ả đến nơi đến chốn, cho mất mặt luôn hả các mẹ? Mẹ nào từng rơi vào hoàn cảnh có người yêu cũ hãm như em thì hãy xin cho em xin cao kiến ạ. Ngày 23 tháng chạp của một gia đình Hà Nội, ba thế hệ lâu đời nơi phố cổ. Bao nhiêu năm trôi qua, con cháu lớn cả, nhưng đi đâu thì 23 tháng chạp đều nhớ quay về nhà, sum họp bên ông bà mẹ cha. Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng sớm, trời âm u mịt mù hơi sương, những hàng cây im lìm. Bên cạnh, hàng người xe lặng lẽ trôi đi trong cái rét ngọt, mang hương Tết đến khắp muôn nhà. Trong khi các con còn đang say ngủ trong chăn ấm, cô Nguyễn Hải Hồng, số nhà 20 phố Hai Bà Trưng, đã mặc quần áo ấm, chuẩn bị đồ đạc tiền nong để đi chợ sớm. Hôm nay đã là 23 tháng chạp, ngày ông Táo lên chầu trời. Có lẽ không cần phải nói nhiều về ngày này, nguồn gốc cũng như các phong tục cúng lễ đối với người Việt Nam thì ai cũng biết. Từ trẻ em đến cụ già đều có thể kể lại vài điều thú vị bởi nét văn hóa truyền thống, ngày ông Công ông Táo đã lưu truyền qua các thế hệ từ lâu lắm rồi. Quan trọng nhất trong Mông Cổ cúng truyền thống là gà luộc, nên cô Hồng chọn mua gà đầu tiên. Với kinh nghiệm làm dâu đi chợ Tết đã hơn 20 năm, cô có bí kíp riêng của một bà nội trợ đảm đang để chọn được con gà trống đủ tiêu chuẩn, làm hẳn thật sạch sẽ.
Cô đi một vòng nhiều chợ lớn quanh như Hà Nội, như Thanh Đa, Long Biên và chọn mua hàng mã ở chợ Đồng Xuân. Hoa cẩm giả bàn thờ cũng được cô lựa chọn cẩn thận. Mấy năm nay, cô Hồng chuộng mua thật thủ vì để được lâu và có ý nghĩa. Đi chợ giáp Tết thế này mới thấy không khí Tết thật gần gũi và nôn nao. Cuối cùng là chọn mua hoa tươi để thắp hương cúng ông Táo. Và tất nhiên, không thể thiếu ba chú cá vàng để ông Táo cưỡi lên trầu trời. Về làm dâu, ở con ngõ nhỏ cổ kính đã hơn 20 năm, cô Hải Hồng cũng có thâm niên đi chợ sắm Tết, cúng lễ người ấy số lượt. Năm nào cô cũng đi chợ hai buổi, một buổi sắm đồ làm cơm cúng, vàng mã sớm từ ngày 22. Sang ngày 23, cô mua hoa về nhà nấu gỗ sáng, một mình cô làm hết các món. Có chồng con phụ giúp tương thức đầy đủ các món quan trọng trong mâm cỗ truyền thống của người Việt. Bà mẹ khéo tay chia sẻ, gia đình cô cũng khá đông người, có ông bà, vợ chồng cô, ba người con, gia đình em chồng ở bên cạnh và một cửa hàng kinh doanh ngay ngoài mặt phố. Nên 23 nào cũng làm 3 mâm, thắp hương 3 lần, 2 mâm trong nhà và 1 mâm ngoài tiệm. Sau đó thì cả nhà cùng sum họp ăn bữa đầu tiên đón Tết sắp tới. Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, các con và chồng cô Thúy cũng phụ giúp vợ nấu cỗ cúng. Vì làm 3 mâm cúng theo truyền thống gia đình nên món nào cũng được chia ra 3 đĩa 3 bát. Các món ăn được bày biện trang trí rất cẩn thận, tuy đơn giản nhưng đẹp mắt. Mâm cỗ hoàn chỉnh được xếp sẵn với 6 món chính, xôi gấc gà luộc, chả nem, thịt bò xào, cá rán và canh bóng. Con trai cô Hồng tất bật phụ giúp mẹ sắp mâm cúng chuẩn bị thắp hương. Chọn giờ lành, trước 11 giờ trưa gia đình cô Hồng bắt đầu cúng niệm theo đúng phong tục tập quán. Bàn thờ tổ tiên của gia đình cô Hồng khá to đẹp, bày biện cầu kỳ, dù nhà phố cổ chật chội nhưng con cháu vẫn dành hẳn một phòng lớn để thờ cúng. Cá vàng tiễn ông công, ông táo được đựng trong một cái âu lớn. Cúng xong, chồng cô Hồng cũng là một trưởng nam trong nhà, đem vàng mã đi hóa. Cụ Hồng, 78 tuổi, mẹ chồng cô Hải Hồng, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, cụ gốc ở Hà Tây cũ, nhưng chuyển ra khu phố cổ này sống đã gần 60 năm. Cả gia đình ba thế hệ quây quần bên nhau suốt con nhỏ số 20, cứ Tết về là rộn ràng tất bật, khởi đầu là ngày cúng ông công ông táo, rồi những ngày giáp Tết sau đó cũng rất vui. Bà già yếu, không với bàn thờ trên cao được, nên cháu đích tôn của bà, con trai cô Hồng túc trực bên cạnh, giúp bà sắp lễ thắp hương. Bà cười hiền hậu, nhìn cháu nội khom lưng vái trước bàn thờ tổ tiên. Mấy chục năm rồi, mâm cỗ ngày 23 tháng Chạp vẫn thế con ơi. Cụ Hồng tuy đã gần 80 nhưng vẫn minh mẫn. Nhà cụ có hai bàn thờ, nên cúng xong, một mâm là cụ tự mình khấn vái gia tiên mâm còn lại. Xong xuôi đâu đấy, cháu nội cụ Hồng mang cá đi thả ngoài hồ Gươm rồi trở về ăn cơm với gia đình. Những ngày gần Tết, nghe người ta tranh cãi nhau ầm ĩ chê bai, chỉ trích nhau quanh mỗi chuyện bỏ Tết hay gộp Tết cổ truyền. Cho dù là lý do gì, dù cuộc sống có đổi thay hiện đại đến đâu, vẫn không thể phủ nhận rằng Tết đến xuân về luôn là một nét văn hóa thiêng liêng vô cùng, luôn là dịp khiến mọi người con mang dòng máu Việt đều xúc động nôn nao khi nghĩ tới. Nên cái gì thuộc về truyền thống mang lại bình yên, hạnh phúc, đậm bản sắc thì cứ để nguyên vẹn như vậy đi. Như gia đình cô Hồng vậy, bao nhiêu năm trôi qua con cháu lớn cả, nhưng đi đâu thì 23 tháng Chạp cũng đều nhớ quay về nhà, sum họp bên ông bà cha mẹ. Tuy rằng làm cỗ cúng hơi cầu kỳ, gia đình cô cũng nề nếp riêng làm lễ hơi lâu, song chẳng ai phàn nàn hay có ý định lược bỏ thủ tục, bởi ai cũng yêu những giây phút cả nhà cùng nhau nấu nướng, cười nói rộn ràng, chia nhau mỗi người một việc, xong xuôi rồi lại bưng khuân ngửi mùi hương trầm tỏa ra từ bàn thờ. Chỉ có dịp Tết mới mang lại những cảm xúc khó tả như vậy thôi. Ngày hôm nay ra phố, bắt gặp bao cụ già trẻ nhỏ đứng trước thềm nhà đốt vàng mã, sớ táo quân. Những người dân mang cá vàng đi thả xuống dòng sông, hồ cho ông táo đầu trời lửa. Khắp nơi rục rịch người xe qua lại, vội vã về nhà ăn cơm 23 tháng Chạp bên gia đình. Tết đến xuân về theo quy luật tự nhiên, lòng người cũng theo đó mà háo hức. Ngày 23 trôi qua rồi, giao thừa sẽ đến, một cái Tết ấm no viên mãn đến mọi nhà.